Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. 157.822 điểm là điểm AnTuTu mình đo được trên chiếc điện thoại Tecno Spark 8C. Rồi với CPU 59.686 điểm, GPU là 24.647 điểm, RAM 4GB 464GB 38.370 điểm và phần mềm Android 11 35.119 điểm. Rồi đây là số điểm AnTuTu của chiếc Spark 8C với những cái ưu điểm trong cái phân khúc giá thực sự là không thể tốt hơn. Đó, ngoài ra chúng ta sẽ có một cái màn hình 90Hz, một cái màn 6,6 inch, một viên pin 5000 đó. Rồi và trong clip ngày hôm nay thì theo yêu cầu rất nhiều anh em thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm tựa game Free Fire Max để xem chiếc điện thoại này nó sẽ thể hiện cái tựa game này ra sao nhé. Rồi có thể nói rằng đây là một cái lựa chọn mà rất là hời ở thời điểm hiện tại đối với rất nhiều anh em. Có thể nói khi mà chúng ta mang tiền đi mua một chiếc smartphone mới trong cái phân khúc giá rẻ bây giờ thì nếu như mà với hơn 2 triệu đấy, chính xác ở trong thời điểm hiện tại thì chiếc điện thoại đang có mức giá là 2.690.000 đồng thì anh em mang 2.700.000 đi thì bây giờ mua những cái máy mà nó đủ tiền mua ở những cái siêu thị bây giờ mua thì thực sự là nó không với tới, đúng không? Cái cấu hình thì nó không tới như chiếc điện thoại này, mà những cái chiếc điện thoại mà gọi là cấu hình nó ngang như này thì lại không đủ tiền mua. Cho nên đây là cái thời điểm hiện tại là cái mức giá lên rất là cao, giá xăng cộ các thứ lên tăng cao, đúng không? Và điện thoại thì cũng lên giá theo. Và đây là mình thấy là một lựa chọn rất là ok trong tầm giá. Rồi, còn về thiết kế thì rất nhiều anh em ý kiến về thiết kế chiếc điện thoại này. Nhưng thiết kế thì mỗi hãng và mỗi người sẽ có một cái form thẩm mỹ khác nhau. Cái này thì cá nhân mình thì không quyết định được hội anh em. Đó, và cái này thì do là anh em tự lựa chọn thôi. Rồi, ok. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu clip test Free Fire Max trên chiếc Spark 8C này. Và nếu như anh em nào quan tâm đến sản phẩm Tecno Spark 8C thì có thể tham khảo link mua hàng mình để dưới phần mô tả nhé. Và hãy nhớ click vào link này để mua cho chuẩn chỉ và không bị lừa đảo nhé. Rồi ở đây thì pin thì đang là 88% pin và độ sáng thì mình đang để full sáng nhé. Full sáng thì mới làm clip được dễ dàng hơn. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào trong tựa game Free Fire Max nhé. Ok, và như vậy là mình đã vào tựa game Free Fire Max. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành bắt đầu vào trong phần đồ họa này. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ để thử mắc đi. Đấy, nói chung là mình sẽ để mắc trước. Bắt đầu mình sẽ để Free Fire test mắc trước, sau đó là mình mới chuyển sang giảm đồ họa đi nếu như mà chiếc điện thoại này không đáp ứng được nhá. Rồi mình sẽ chơi ở cái chế độ tử chiến xếp hạng. Nếu như mà theo lý thuyết thì chiếc điện thoại này ở trong cái phần khả năng mà mắc setting này thì nó sẽ không đáp ứng được. Đấy, bởi vì mình suy ra từ cái con Realme C3, một chiếc điện thoại mà có mức giá tầm 4 triệu đồng. Đấy, con chip là Unisoc T616 thì nó cao hơn con chip 606 này một chút. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành bắt đầu nhé. Cái dữ liệu ở đây thì mình đã tải full rồi. Xét qua cảm giác cầm nắm của chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác cầm nắm khá là thoải mái. Đấy, bởi vì một cái màn hình 6,6 inch đó, cho ra một cái cầm nắm rất là thoải mái và cái trọng lượng nó khá là nhẹ và cầm nắm thì nó cũng dễ chịu hơn so với những chiếc điện thoại mà nó quá nặng đối với rất nhiều anh em. Đấy, đây là mình đang bật max setting nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành vào trong trận đấu này. Ui, làm quả lưỡi liềm mỗi phát vào mặt là chết anh em ạ. Rồi ok. Nếu như mà dùng ở cự ly gần như này, nếu như mà dùng lưỡi liềm chém phát là chết anh em ạ. Rồi ok. Gọi là cận chiến đấy. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đo nhiệt độ nó trước đi. Đó, mình sẽ đo đi, quên mất đấy. Rồi 33 độ nha anh em. Mình đã chơi và được khoảng 5 phút rồi, nhiệt độ đang là 33 độ. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi cùng mình nhé. First blood.
thanh niên định móc lốp anh em ạ. Ui, hay quá nhỉ. Rồi và chúng ta sẽ đến với game đấu thứ 3 trong cái trận đấu này. Để xem nào. Rồi đến thời điểm hiện tại thì mình chưa thấy được cái cảm giác delay. Đấy, chưa cảm giác delay, nó chưa bị chậm cái thao tác và chưa thấy giật lag ở đây. Đó. Và trong cái clip này thì mình sẽ test hai trận đấu. Đấy, mình sẽ test hai trận đấu để xem nó sẽ như thế nào nhá. Chơi lâu nó có bị hay không. Đấy. Còn mình thấy là khi mà mình chơi ở trong cái tựa game Liên Quân Mobile thì mình thấy khá ổn. Đó, với cái mức setting trung bình. Đó. Chơi cũng khá là ok. Đó. Rồi có một điều mà mình quên mất, mình không chia sẻ với anh em là chiếc điện thoại này thì đã có sẵn cái miếng dán màn hình rồi nhá. Đấy, cho nên là anh em nào mà có mua chiếc điện thoại này chỉ cần thích thì dán cường lực thôi, không thì không cần phải dán thêm cái gì cả. Nhưng mà mua về cái là dùng luôn. Rồi, nhảy ra cái ăn mưa đạn của người luôn. Được rồi. Ui. Quá hay. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Ui dồi ôi, thằng này nó bắn anh em ạ. Hay quá nhỉ. Quá hay luôn. Ok, đến thời điểm hiện tại là cái gần kết thúc cái ván game thứ nhất rồi. Thì các bạn thể thấy là mình chưa gặp cái vấn đề gì về gọi là cái delay cả. Đó. Thế hiện tại là dùng vẫn khá là ok. Đó, vẫn rất là ok. Về cái chuyển động nhé, mình đang nói về cái chuyển động. Đấy. Còn với cái phần màn hình thì mình cũng đã chia sẻ rồi, cái màu sắc của nó thì thực sự là cái độ hiển thị của con máy này thì cái màn thì nó hơi nhợt nhạt một chút. Đó là cái điểm chung của cái màn IPS LCD. Tuy nhiên độ phân giải của nó thì chỉ HD cộng thôi, với cái mật độ điểm ảnh thấp cho nên là cái hiển thị nó không được ok cho lắm. Trong cái tầm giá thì nó là khá là ok đó. Ui. Trong tầm giá mình nghĩ là như vậy là ổn rồi. Tuy nhiên là nếu như mà đối với anh em nào khó tính hoặc là đang dùng những cái máy mà màn AMOLED độ phân giải cao quen rồi thì nhìn sẽ hơi khó chịu, nhưng mà đối với những anh em mà không quá quan trọng mà chỉ quan trọng chú trọng về cái gọi là game và tác vụ thông thường thì nó lại rất là tuyệt vời. Đó. Thực ra trong cái phân khúc giá này thì anh em tìm đâu ra được một cái màn nó xịn sò hơn được, đúng không? Đâu thì cũng quanh quanh cũng HD cộng rồi, độ phân giải nó cũng HD cộng rồi, màn cũng IPS LCD. Có chăng là cái màn của Samsung thì nó xịn hơn tí về cái màu sắc. Đấy, nhưng mà làm sao có cái tần số quét 90Hz này được, đúng không? Rồi. Như mình đã chia sẻ rất nhiều, tần số quét 90Hz chính là cái điểm ăn tiền lớn nhất trên chiếc Tecno Spark 8C này. Đó. Và cái chính cái điểm này là mình cũng bỏ qua tất cả. Đấy. Thank you.
Rồi đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là nó kéo khá là ổn cái tựa game này đấy anh em ạ. Đấy, Free Fire Max mà lại còn bật Max setting nhá, chứ không phải là Free Fire thường mà để cấu hình thấp đâu. Đang bật Max setting nhá, anh em lưu ý đang bật Max setting này. Đó. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm. Team bạn là còn 2 mống thôi. Ok, như vậy là trận đấu đầu tiên thì đã kết thúc với việc mình đã giành chiến thắng cùng team. Tuy nhiên là cái việc thể hiện thì mình chưa được nhiều, cho nên là mình sẽ tiếp tục thể hiện trận đấu thứ hai. Tuy nhiên là qua những cái thao tác, ví dụ như vừa rồi mình nhảy thử ở trên cái đệm cao su đấy, cái lốp xe ấy, nhảy lên thì mình thấy là cái chuyển động nó khá là ok nhá. Và cái đến thời điểm hiện tại thì mình chưa gặp cái vấn đề delay cũng như là giật lag trên điện thoại này. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo thử nhiệt độ xem là sau 15 phút test game Free Fire Max thì nó sẽ như nào nhé. 38 độ. Ok này. 84%, như vậy là chúng ta đã mất 5% pin cho một ván đấu. Đấy cũng khá là ổn đấy. Và đây thì mình đang test Max sáng nhé. Max sáng nhanh nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bắt đầu ván đấu thứ hai nhé. Và cái ván đấu thứ hai này thì mình vẫn để nguyên cái mức setting này để xem nó sẽ như thế nào nhé. Ui cái thằng này. Bắn ngay đít mình. Đồng chí này làm gì đấy? À ngồi rình. Ok. Ui giời ơi, không để ý. Thằng này chuyên móc lốp anh em ạ. Đến thời điểm hiện tại thì các bạn thể thấy là cái việc delay thì mình thấy là nó không diễn ra. Đấy. Cái này không biết là đến từ cái nguyên nhân gì. Khi mà mình chơi trên con Realme C35 thì mình đã phải hạ cái mức setting xuống để nó không bị delay. Còn ở con Tenno 8C này thì mình nghĩ rằng là nguyên nhân nó đến một phần từ cái việc là cái hệ điều hành nó tối ưu rất là tốt con chip này. Đó. Mặc dù chỉ là con chip T606 thôi. Rồi những clip trước thì mình có thể để link clip dưới phần mô tả thì anh em có thể click vào theo dõi để tham khảo nhé. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ván đấu thứ hai. Có thể thấy là nhiều anh em lại khá là chê bôi cái thiết kế nó ôm đến cái vân tay như này. Nhưng mình tin rằng chỉ một thời gian nữa thôi anh em quen mắt là anh em lại thấy nó bình thường ngay. Bởi vì mình thấy là có một số cái chiếc điện thoại mới của hãng Xiaomi là bắt đầu có cái form thiết kế kiểu kiểu như thế này rồi. Đó. Mà cái thiết kế đó ban đầu thì ai cũng chứ cũng xấu thôi. Kiểu như là iPhone ấy. iPhone
iPhone 13 ấy, 12, 13 từ cái dòng tay thỏ đấy, X kia các thứ. Đầu tiên anh em cũng chê xấu cái tay thỏ nó xấu, dần dần rồi cả nước tay thỏ rồi, tất cả các hãng tay thỏ đúng không? Cuối cùng thì không thể thoát khỏi cái xu hướng tay thỏ được. Cuối cùng thì một số hãng là về sau một số hãng cải biến thành cái gọi là giọt nước đấy. Như đâu đó thì nó cũng đều xuất phát điểm từ cái tay thỏ thôi. Đó. Rồi cái camera của iPhone nữa. Đấy, nó cũng là tạo nên cái xu hướng ba mắt đúng không? Đó, rồi. Dần dần thì khi mà những cái thiết kế ban đầu thì hay thì SH đi, xe máy nếu mà anh em nào mà biết về xe máy thì có thể là trong ngày xưa là SH ra chê xấu đúng không? Cuối cùng chạy đầy đường. Đấy. Everblade, cái đợt Everblade 2015-16 ra cái phiên bản mà mỏng mặt như robot rồi giống như là người sắt các thứ. Chê xấu nhưng cuối cùng là nó cũng chạy đầy đường thôi. Cái thiết kế dần dần nó thành quen rồi, dần dần nó lại thành xu hướng. Đó. Cho nên là cái thiết kế thì mình không thể nào mà chúng ta không thể nào mà cái này nó tùy quan điểm của mỗi người thôi, mỗi cá nhân. Xấu đẹp thẩm mỹ thì nó là khác nhau. Đó, còn là quan trọng là cái vấn đề hiệu năng mà chúng ta sử dụng nó ra làm sao thôi. Đó. Còn thực ra thì tất nhiên là đẹp thì ai cũng thích đẹp, cá nhân mình cũng thích đẹp thôi. Với những cái chiếc điện thoại mà có thiết kế đẹp, ví dụ con Realme C35 thì mình công nhận nó đẹp thật, nhìn nó đã mắt. Đó. Nếu mà so với con máy này thì chắc chắn là thiết kế nó hơn, nhưng mà tiền nó đã đắt hơn. Đó. Còn so với chiếc điện thoại trong tầm giá thì thiết kế thì nó cũng như nhau cả thôi. Đó. Rồi đóng chút về loa của máy này đi. Loa của máy này thì nó sẽ chỉ có một loa đơn thôi, nhưng mà mình thấy cũng khá là ổn áp với cái việc nó tinh chỉnh công nghệ DTS khá là ok. Đó. Pin là pin đến thể 82%, như vậy chúng ta đã mất 7% pin cho một 23 phút chơi game Wi-Fi Max, và mình đang để mắc loa và mắc pin. Pin thì trâu không phải nghĩ rồi đúng không? Còn máy này pin trâu không nghĩ rồi. Và máy thì chỉ cảm thấy ấm thôi chứ không nóng. Thằng này móc lốp này, thằng này móc lốp nhiều. Wow, uy tín luôn. Ok, và như vậy là mình đã trải nghiệm xong hai cái ván game kéo dài 23 phút, 24 phút trên chiếc Tecno Spark 8C. Thì các bạn thể thấy là mình kéo rất là ok cái chiếc điện thoại này, kéo rất là ok cái tựa game Free Fire Max này. Và mình đang để ở mức max setting, đấy, max sáng, max loa. Đó, và pin thì mất 7% pin cho hai ván đấu. Rồi, qua đây thì mình cũng khẳng định là chiếc điện thoại này chơi cực kỳ là ok, tựa game Free Fire Max nhá. Đó, nếu như anh em nào mua về mà chiến game Free Fire Max thì mình đánh giá rất ok, FPS cao nhá. Đó, độ phân giải cao nhá, đồ họa Max nhá. Nhưng mà nó lại còn kéo mạnh hơn cả cái con Realme C35. Đấy, thì mình không hiểu nguyên nhân đến từ đâu, có thể là đến từ cái việc phần mềm. Thứ hai nữa là một cái việc nữa là cái việc mà mình bật RAM ảo này. Đấy, mình bật RAM ảo ở đây. Đấy, RAM ảo thì mình đang để là 7GB. Đấy. Thì có thể là nhiều anh em bảo là RAM thì nó liên quan gì đến cái chơi game đúng không? Nhưng mà không, nó sẽ khi mà cái game nó bung ra rồi, cái dữ liệu trong game anh em đang load đang chơi này, nó sẽ load ra và nó sẽ bung ra, và nếu như không có một cái RAM đủ lớn thì nó sẽ dẫn đến cái việc là treo đơ. Thậm chí là nếu như mà anh em ta thoát ra nhắn tin thì nó có thể nó sẽ bị loát lại, đúng không? Rồi, đó, bây giờ thì mình sẽ vào lại tựa game nhé, để xem là nó sẽ như nào. Mình vào Facebook nó đi, xem là nó có bị loát lại game không nhé. Đấy. Đó, ok chưa? Đó. Và khi mà mình test mấy nữa thì mấy ngày nữa thì mình sẽ test tựa game PUBG Mobile. Sau khi mình làm clip giới thiệu tính năng hay, thì anh em hãy nhớ bấm đăng ký kênh, bấm nút chuông để nhận những video sớm nhất nhé. Rồi mình sẽ thử cái đa nhiệm của chiếc điện thoại này để xem nó như thế nào nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi những video trên kênh của mình. Tóm lại, chuyển động rất ok, chơi ok. Đó, và trải nghiệm cụ thể như nào thì anh em hãy theo dõi kỹ clip nhé. Còn bây giờ, xin chào lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.